Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán thời cũ, máy tính bảng mua rẻ. Và hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2021. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về ít mẫu sản phẩm thời cũ giá rẻ thì mình sẽ giới thiệu và chi tiết cho các bạn. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý thời cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và mấy ngày hôm nay thì mình bận công việc nên là mình không lên clip thường xuyên được. Thì là hôm nay mình lại lên lại clip thì là mong các bạn coi như là xem ủng hộ mình những sản phẩm bên mình các bạn nhé. Thì là sản phẩm đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được một ba cây siêu phẩm Galaxy S10 Plus 5G các bạn nhá. Trong buổi tối ngày hôm nay thì mình về được ba cây các bạn nhá. Một con đầu tiên này là con này là con trắng ngọc trinh các bạn nhá. Đấy, con trắng ngọc trinh Galaxy S10 Plus 5G các bạn nhá. Con đầu tiên là con này trắng ngọc trinh rất là đẹp luôn. Màu này thì dùng rất là sạch sẽ. Màu trắng nó không phải là màu trắng mà bám bẩn các bạn nhá. Màu trắng con này nó sẽ là có tính năng của những là mặt của nó là mặt kính này. Nó sẽ chống bẩn các bạn nhé. Các bạn chỉ lau cái thôi là sẽ sạch nhá. Rất là tuyệt vời. Con đầu tiên là màu trắng ngọc trinh các bạn nhá. Và con thứ hai này thì là màu xám đen các bạn nhé. Hai con này là màu xám đen này. Đấy. Hai con này là màu xám đen các bạn nhá. Đấy, Galaxy Note 10 Plus 5G. Thì con này thì mình sẽ giới thiệu sơ cua qua về cấu hình chi tiết con Galaxy Note 10 Plus 5G này cho các bạn coi như là xem chi tiết về cấu hình con này xem là dùng có sướng không các bạn nhé. Ở đây ạ. Đây, Galaxy Note 10 Plus 5G thì là con này thì hôm nay mình vừa mới về được ba cây này thì là họ đã lên sẵn hai sim cho mình các bạn nhá. Đấy, Galaxy Note 10 Plus 5G thì là ba cây này của nhà mình này đều là phiên bản Hàn này, một sim một sóng. Nhưng mà hôm nay thì mình nhập được ba cây này thì là người ta đã lên sẵn hai sim cho mình rồi. Còn các bạn nào muốn không muốn dùng hai sim ấy, các bạn mà muốn về cái ROM gốc mặc định của một sim của máy ấy, thì là các bạn có thể là nhắc cho bên mình thì mình sẽ coi như là về ROM một sim cho các bạn nhé. Đấy, con này thì là cấu hình cực kỳ là khủng cho các bạn nhé. Thì là cấu hình con này của nó là phiên bản của nó là RAM 12GB, bộ nhớ trong con này là 256GB, dung lượng pin con này của nó là pin hơn 4000. Và con này thì là gì nhỉ? Và con này của nó là màn hình của nó là tràn viền AMOLED 6,8 inch, độ phân giải của nó QHD 2K cộng các bạn nhé. Thì bọn này thì lúc nào cũng được coi như là cập nhật lên phần mềm coi như là mới nhất rồi các bạn nhé. Nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng những sản phẩm là Galaxy Note 10 Plus 5G các bạn nhé. Đây, màu trắng này. Ngoại hình thì là ba cây này của nhà mình ấy. Ba cây này của nhà mình thì ngoại hình thì là máy còn là trên 90% các bạn nhé. Đấy. Ba cây Samsung Note 10 Plus 5G này thì là ba cây này thì là ngoại hình thì là máy còn là trên 90% các bạn nhá. Đấy, bạn nào mà thích màu nào các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất. Đây ạ. Thì con nào tất cả và ba con này của nhà mình tất cả đều là mình đẹp keng các bạn nhé. Tất cả màn hình đều đẹp keng. Đấy, màn hình đều sáng đẹp keng các bạn nhá. Thì là cái camera của nó là thiết kế rất là đẹp luôn. Mình rất thích cái camera con này. Camera của nó là thiết kế cái chỗ là âm nhìn rất là xinh, rất là thích nhá. Màn hình của nó tràn viền rất là đẹp các bạn nhá. Đây ạ. Và mình sẽ test coi như là tính năng camera quay phim chụp ảnh cho các bạn coi như là tuyệt vời. Camera trước của nó này rất là sắc nét, rất là thật các bạn nhé. Camera sau các bạn nhìn quay video coi như là 4K này, góc rộng này, góc hẹp này, 10x này, nói chung là sướng lắm. Đây, góc rộng hẹp này, 10x này, quấy zoom coi như là không bị vỡ hình vỡ chữ các bạn nhé. Rất là sướng nhá. Camera con này thì cực kỳ là khủng luôn, nét kinh khủng luôn. Tại vì biết tại sao là nét không? Tại vì lúc thời điểm con này nó mới ra, con này là rất là đắt tiền, mấy chục triệu các bạn nhé. Còn lúc thời điểm con Note 10 Plus 5G này lúc này ra cũng là hơn 30 triệu đồng. Đâm là cái con họ Samsung họ chu đắp cái con này cực kỳ ok các bạn nhá. Và mình sẽ nói sơ cua qua về chip con này. Chip con này của nó là chip Exynos là 9825. Chip này gành game mà chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Màn hình 2K, loa cực kỳ to. Thì mình coi như là sẽ vào coi như là cái video 4K cho bạn nhé. Với con RAM 12GB các bạn lưu trữ thì chạy cực kỳ là nhanh luôn. Phim coi như là 8K đi, mình gọi vào coi như là phim phán 8K cho bạn nhé. Ui, phim 8K thì bạn khỏi phải chê luôn, quá nhanh luôn. Ui, cái màn hình của nó rất là đẹp các bạn ạ. Ui, cái loa to lắm. Đây, cái loa to lắm. Các bạn đây, vỡ hết hình luôn này. Đấy các bạn, đây là sẽ là nhỏ hình nhá. Các bạn có thể kích vào đây. Đấy, sẽ là toàn màn hình luôn. Các bạn nhìn màn hình đẹp chưa? Ui giời, màn hình cong tràn viền rất là đẹp các bạn nhá. Note 10 Plus sáng táng đồng tiền bát gạo các bạn nhá. Loa thì cực kỳ là to luôn. Đấy, con này thì loa nghe kép các bạn nhá. Đấy, một loa bên trên này và loa bên dưới này các bạn nhá. Màn hình các bạn nhìn thấy đẹp chưa ạ? Nó không khác gì một màn hình phẳng, các bạn nhìn đẹp không? Quá đẹp luôn. Đây, mình sẽ zoom này nó sẽ là nhỏ hai góc này. Nhưng các bạn có thể là đặt mic vào phòng zoom ra như này. Các bạn nhìn chưa ạ? Quá sắc nét, màn hình nó đẹp kinh khủng luôn. Nói chung là các bạn nhìn ở ngoài thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Quá đẹp các bạn nhé. Và đây thì mình sẽ coi như là vào coi như là nghe cái nhạc vàng cho bạn nhá. Lòng người mình sẽ vào coi như là ca sĩ Duy Mạnh hát cho bạn nhé. Nỗi lòng người tha hương. Đây mình sẽ xem coi như là nghe nhạc
sản phẩm có như là Samsung Note 10 Plus 5G này, nghe nhạc thì có sướng đó các bạn nhé. Đấy ạ. Con này thì khoảng nói chung là đáng đồng tiền bán gạo luôn. Đấy các bạn nghe nhạc kìa, quá sướng luôn. Màn hình của nó rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, phóng toàn màn hình luôn này. Rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, nhạy lắm. RAM 10 thôi mình tạm thời là thoát đây, không sợ dính bản quyền các bạn. RAM 12GB còn xử lý đa nhiệm thì cực kỳ là ok luôn. Đấy, nói chung là đấy, sẵn hai sim rồi. Bạn nào mà muốn về một sim ROM gốc mặc định thì các bạn có thể là nhắc bên mình để mình sẽ coi như là về một sim ROM gốc cho bạn nhé. Giờ dòng Note này sẽ hỗ trợ các bạn cái bút này. Các bạn bấm bút sẽ là ra coi như là chụp ảnh hay là nghe nhạc các kiểu nhá. Dùng cái bút con này thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, cái dòng Note 10 5G, Note 10 Plus 5G nó sẽ là khác bọt hẳn các bạn nhé. Và con này là chỉ duy nhất là hỗ trợ coi như là cổng sạc của nó là cổng sạc tai C. Thì các bạn có muốn tai nghe các bạn phải mua cái tai nghe tai C các bạn nhé. Đấy, cực kỳ tuyệt vời luôn. Và sản phẩm coi như là Samsung Note 10 Plus 5G này thì buổi tối ngày hôm nay thì bình sẽ coi như là máy ngoại hình thì là máy đẹp là 90/90%. Đấy, màn hình đẹp keng các bạn nhé. Màn hình đẹp keng này, màn hình sáng đẹp keng này thì là bọn này thì là màn hình sáng đẹp keng này các bạn nhé. Màn hình đẹp keng này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 8.800.000 các bạn nhé. Đấy, trong buổi tối ngày hôm nay thì mình về ba cây này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 8.800.000 các bạn nhé. Đấy, bạn nào mới thích sản phẩm là Galaxy Note 10 Plus 5G 2 sim 2 sóng này các bạn, nhưng tại là hàng sớm mất. Sớm nhất một là qua Zalo Fanpage, nếu mà Zalo Fanpage mình không trả lời kịp các bạn nhắn, các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline mình. Và giờ bên mình việc bắt đầu từ là 7 giờ sáng coi như là vào đến 10 giờ tối. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn phải trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu, trao đổi và xem máy. Và ở xa thì mình có ship cô, và hình thức ship cô ở xa thì bên mình có được là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán, nên các bạn yên tâm. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là cứ lỗi đổi một tuần và bảo hành coi như là 6 tháng cho các bạn nhé. Và sản phẩm con Note 10 Plus 5G này mình sẽ bán ra, mình sẽ tặng kèm cho bạn cái ốp này và coi như là sạc nhanh chính hãng các bạn nhá. Đấy. Và nhân dịp hôm nay thì nhà mình có về được một cái lô coi như là gì nhỉ? Nhân dịp buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được cái lô coi như là sạc nhanh chính hãng của Samsung 25W các bạn nhé. Buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được cái lô coi như là sạc nhanh chính hãng coi như là 25W của Samsung các bạn nhé. Đấy. Sạc nhanh của như là 25W của Samsung nó sẽ là chỉ là có một cái cổng coi như là micro nhỏ này các bạn nhá. Hai đầu cũng như là sẽ là như một các bạn nhá. Cái sạc nhanh này thì là mình 25W này thì là mình ở đây thì mình sẽ làm coi như là clip test thử cho các bạn sạc nhanh này các bạn nhá. Đấy. Nhà mình có là coi như là sạc nhanh 18W chính hãng của LG này. Đấy. Và đây thì là ở đây thì mình có coi như là sạc nhanh chính hãng này 18W của LG. Đấy. Đây là bạn nào mà dòng LG V50 chẳng hạn, hoặc là sạc Xiaomi là iPhone các kiểu, tất cả dòng khác nhá. Nếu mà các bạn nào mà cần cái sạc nhanh coi như là của 18W của LG này thì các bạn có thể đặt hàng bên mình nhá. Cái bộ sạc nhanh chính hãng của LG này thì mình sẽ coi như là bán cho bạn với giá coi như là 99k các bạn nhá. Còn cái bộ sạc coi như là bộ sạc nhanh 25W chính hãng của Samsung này thì mình sẽ bán nhân dịp coi như là khai trương cửa hàng Shopee, thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là với giá coi như là 150k các bạn nhé. Đấy, chỉ với giá 150.000 đồng. Và bộ này coi như là 99k các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể là để lên cái Shopee của mình. Tí nữa mình sẽ chèn cái link coi như là cửa hàng Shopee của mình. Các bạn có thể lên cửa hàng Shopee của mình để đặt các bạn nhé. Ở đây thì mình rất nhiều coi như là mã sản phẩm để các bạn đặt nhé. Đấy, sim Villa này, sim Villa và mạng cả năm này. Các bạn có thể lên link Shopee mình để đặt nhé. Các bạn đỡ phải gọi. Nhiều khi các bạn có cái sim các bọn gọi nhiều khi nó hơi ngại ấy. Thì các bạn có thể lên Shopee của mình đây. Củ sạc nhanh chính hãng coi như là sạc nhanh là 25W chính hãng siêu nhanh nhá của coi như là Samsung này. Các bạn sạc cho dòng coi như là S10 5G, nói chung là Note 9 nó chiếc sạc cực kỳ là nhanh luôn và cực kỳ là sướng. Đây, ốp dẻo V50, ốp coi như là S10 5G mình đủ hết cho bạn nhá. Shop mình coi như là có phụ kiện coi như là đủ phục vụ cho bạn nhá. Thì ở đây thì là mình sẽ coi như là test thử cái sạc nhanh sạc nhanh 25W này. Ở đây thì mình sẽ đã bóc một bộ sẵn rồi các bạn nhá. Đây ạ. Hai cái đầu này thì nó sẽ là một cái đầu, hai cái đầu này sẽ như nhau nhé. Các bạn về sạc cho Xiaomi hay là sạc cho LG cũng được các bạn nhé. Thì mình sẽ cắm ở đây và mình sẽ cắm coi như là củ sạc 25W này xem như thế nào các bạn nhé. Đấy, hôm nay mình test của S10 5G coi như là đầy 100% pin, coi như là hơn một tiếng đã đầy pin các bạn nhé. Sạc rất là sướng luôn, nhanh lắm, sướng lắm. Đây mình sẽ coi như là sạc coi như là con S10 Plus xem nó sạc nhanh như thế nào các bạn nhé. Mình sẽ cắm ở đây, bình thường sẽ cắm coi như là sạc siêu nhanh vào đây các bạn nhé. Đấy. Sạc siêu nhanh là sẽ hiện cái màu xanh này. Và ở đây đấy, các bạn nhìn kỹ, ở đây nó sẽ là coi như đây, mình sẽ ở đây nhá. Nút nguồn ở bên này, đây ạ. Ở đây nó sẽ là cái hiện cái chữ là sạc siêu nhanh các bạn nhá. Đây ạ. Ở đây mình sẽ là cái hiện là cái chữ này.
đây là sạc siêu nhanh nhé. Đấy, sạc siêu nhanh 91%, 19 phút nữa sẽ là đầy pin các bạn nhé. Đấy, đây là nó sẽ hiện là sạc siêu nhanh, sạc siêu nhanh. Còn mình sẽ đây mình sẽ test thử coi như cho các bạn coi như là cái sạc gì nhỉ, 18W của LG để xem là như thế nào các bạn nhé. Mình sẽ bóc ra coi như mình thử luôn cho bạn nhé, xem nó hiện như thế nào nhé. Đấy, cái sạc 25W này sẽ cắm vào nó sẽ hiện chữ là sạc siêu nhanh. Đấy, nhân dịp coi như là khai trương cửa hàng Shopee thì mình sẽ xa cho bạn với giá 150.000 đồng thôi. Đấy, chính hãng của LG rất là rẻ cho bạn nhé. Bạn nào mà đang dùng dụ Note 9 chẳng hạn, S10 5G chẳng hạn, hay là Note 10 Plus, các bạn chưa có bộ sạc nhanh chính hãng coi như là 25W của LG của Samsung này, các bạn lên Shopee mình để đặt giúp mình các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ phải cắt ra các bạn nhé, tại vì ở đây là keo chắc quá. Đây, mình đây cắt ra thì mình sẽ bóc ra tính nhanh. Đây, mình sẽ coi như là bóc ra, mình sẽ sạc coi như là cục sạc 18W của LG nhá. 18W của LG này cũng rất là nhanh nhanh, nhiều bạn coi như là ủng hộ bên mình nhá. Các bạn có thể là chọn vào là các bạn có thể là chọn, các bạn nào mà có dây rồi các bạn có thể chọn mua củ không này, hoặc là dây không, hoặc các bạn có chọn cả bộ các bạn nhé. LG cũng thế. Ở đây nó sẽ là hiện coi như là sạc siêu nhanh các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ cắm vào là sẽ là hạng sạc là sạc siêu nhanh các bạn nhé. Nhưng mình mới sử coi như là sang cái củ LG. Sang củ LG nó sẽ là sạc nhanh, nó chỉ là hiện sạc nhanh các bạn nhé. Đây. Đây, ở củ LG nó sẽ chỉ là hiện sạc nhanh các bạn nhé. Đấy, ở củ LG này mình sẽ chỉ là hiện cái chữ sạc nhanh thôi. Nhưng mà với củ 25W này, 25W chính hãng của Samsung là nó sẽ là hạt là siêu nhanh luôn. Sạc này nó thật các bạn, đầy pin nhanh kinh khủng luôn. Hôm nay mình test mình giật mình luôn. Nó quá là nhanh luôn. Nói chung là sướng lắm. Các bạn sạc tiếng hơn tiếng là các bạn dùng pin tẹt ten ten rồi. Nhiều khi các bạn đi công chuyện ra bên ngoài ấy, các bạn coi như là mua cái sạc này các bạn dùng rất là sướng các bạn nhá. Các bạn có thể lên Shopee của mình để đặt hàng giúp mình nhá. Nhiều khi các bạn gọi điện mỗi cục sạc không các bạn ngại thì các bạn có thể lên Shopee gọi giúp mình. Các bạn mua máy bên khác và chưa có cục sạc siêu nhanh 150.000 này, các bạn đặt hàng bên mình các bạn nhé. Đấy, sạc này vù vù luôn, sạc siêu nhanh rất là sướng các bạn nhé. Đấy. Đấy, bạn nào thích sản phẩm là Galaxy Note 10 Plus 5G này, giá 8.800.000 thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, 8.800.000 cho các bạn nhé. Đây, mình sẽ ghi cho bạn coi như là 8.800.000 nhá. Ghi cho bọn này là đồng giá là 8.800.000 nhé. Bọn này tất cả đồng giá là 8.800.000 các bạn nhé. 8.800.000. Đấy, cho các bạn luôn. Rất sướng luôn. Nhiều khi nhiều bạn đặt trước thì mình không hay bán, nhưng mà nhiều bạn là muốn mình bán thì mình sẽ bán cho bạn luôn. Thì là tiếp theo trong sản phẩm buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được lô này S10 5G. S10 5G thì hôm nay nhà mình về được 3 cây các bạn nhé. S10 5G thì hôm nay nhà mình về được 3 cây giá rẻ các bạn nhé. Đấy, 3 cây giá rẻ S10 5G. S10 5G thì các bạn cũng đã rõ về cấu hình chi tiết cho các bạn nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết của Samsung S10 5G này. Thì là màn hình của nó là tràn viền 6.7 inch. Pin con này của nó là pin cực kỳ là trâu, pin 4500. Màn hình của nó cũng là độ phân giải của nó là QHD 2K+. RAM bọn này thì là RAM cực kỳ là trâu bò các bạn nhé. RAM con này của nó là RAM của nó là RAM 8GB. Đấy. RAM con này là RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 256GB. Đấy. Và con này thì là ba cây này của nhà mình. Thì hôm nay nhà mình về ba cây giá rẻ. Cây đầu tiên này thì mình sẽ báo giá cho các bạn luôn nhé. Ngoại hình con này cũng còn rất là đẹp. Chỉ có mỗi mặt kính con này thì nó hơi phe phẩy một chút các bạn nhé. Mặt kính con này thì nó của nó thì là hơi sức răm phẩy các bạn nhá. Sức răm phẩy thôi. Mặt kính con này thì nó sẽ là hơi sức răm phẩy. Đấy, thì là con này thì là màn hình đẹp keng. Đấy, màn hình của nó là sáng đẹp keng các bạn nhá. Con này thì là cấu hình của nó là RAM 8, bộ nhớ trong 256GB. Thì là con đầu tiên màn hình hơi là sức răm này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 5.500.000 các bạn nhá. Đây, mình sẽ coi như là ghi giá luôn cho bạn nhá. Để các bạn coi như là dễ nhìn và dễ nhớ. Con đầu tiên của nhà mình này thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 5.500.000 nhá. 500.000 này. Đấy, con đầu tiên là 5.500.000 của S10 5G, màn hình đẹp keng các bạn nhá. Bạn nào thích con nào giá rẻ các bạn nhanh tay đặt hàng. Con thứ hai này, con thứ hai thì nó viền của nó thì hơi phải một tí. Đấy, viền của nó thì hơi phải một tí dưới chỗ này các bạn nhá. Con thứ hai thì là viền của nó thì hơi phải một tí dưới này thôi. Đấy, còn màn hình con này cũng là đẹp keng các bạn nhá. Đấy, màn hình con này cũng là đẹp keng luôn. Đấy. Và mình sẽ xem các bạn con này là cấu hình bao nhiêu ghi các bạn nhá. Con này của nó là cũng là RAM 8GB này, bộ nhớ trong con này là 256GB. Và bọn S10 5G này nó chỉ là chạy một SIM một sóng các bạn nhá. S10 5G chỉ là chạy một SIM một sóng. Tất cả đều là máy Hàn. Và con này thì là phải hơi viền bên dưới một tí thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 5.800.000. Đấy. Và con thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay, S10 5G thì là 5.800.000. Đấy. Và được mấy con S10 5G giá rẻ cho các bạn nhá. Đấy. S10 5G giá rẻ này. Là con này thì là sẽ là 5.800.000 này, 800.000 cho bạn nhá. Đấy,
bọn này Note 10 Plus 5G thì là 8 triệu 8 các bạn nhỉ. Ba con đồng giá các bạn nhé. Và con thứ ba này, và con S10 5G thứ ba này thì là con này thì là màn hình của nó thì là hơi ám nhẹ các bạn nhé. Đấy. Con S10 thứ ba con này thì là màn hình của nó thì là hơi ám nhẹ ở phần bên dưới này. Đấy, màn hình con này thì là hơi ám nhẹ các bạn nhé. Hơi ám nhẹ ở phần bên dưới. Con S10 5G thứ ba này thì mình sẽ xem cho bạn cấu hình và như thế nào. Đấy ạ. Tất cả đều là bản Hàn nhá. S10 bản G thì tất cả bản Hàn, một SIM một sóng. Thì con này của nó cũng là RAM 8GB này, bộ nhớ trong con này là 256GB. Màn hình của nó thì là hơi ám nhẹ phần bên dưới các bạn nhé. Và con này thì là ngoại hình cũng còn là khá là đẹp các bạn nhá. Ngoại hình con này thì là tươm tất khá là đẹp các bạn nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 4.800.000. Đấy. Và con tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì là 4.800.000. Đấy. 4.800.000 cho bạn nhé. 4.800.000 cho bạn. Đấy. Đấy. 4.800.000 này. Con này màn hình ám nhẹ này là 4.800.000 cho bạn nhá. Đấy, các bạn mua con này thì S10 5G 4.800.000 này về để dùng thì cực kỳ ok luôn. Tuyệt vời con bọ rời luôn. Đấy, 4.800.000 cho bạn nhé. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con iPhone 8 Plus. Thì hồi lâu lắm thì nhà mình về được con iPhone 8 Plus này. Con iPhone 8 Plus này thì hôm nay thì nhà mình về được con này. Thì là ngoại hình con này thì là máy còn 90% các bạn nhé. Con iPhone 8 Plus này, ngoại hình con này còn 90%. Thì con này hôm nay mình gì nhờ, mình mua lại của khách ấy. Thì là gì nhờ, con này thì mình đã kiểm tra coi như là main zin nhé. Đấy. Con này thì mình nay mình lại mua lại của khách thì mình đã kiểm tra coi như là main zin, màn zin. Thì là con này thì mình sẽ bao cho bạn coi như là main zin, màn zin và màn vỡ kính. Thì các bạn có thể sau này các bạn về dụ mà các bạn dùng ấy, các bạn làm rơi mà bị vỡ kính ấy, các bạn thể đi ép kính lại thoải mái các bạn nhé. Và tình trạng pin con này thì mình sẽ test cho bạn nhé. Tình trạng pin con này thì là pin cũng đã là khách cũng đã thay mới 100% cho các bạn nhé. Tình trạng pin con này cũng là con này thì là pin mới thay mới lại 100% này. Và tình trạng con này thì là gì nhỉ? Tình trạng con này thì là bản gì các bạn nhé. Và con này của nhà mình là iPhone 8 Plus này, phiên bản là VN9A. Phiên bản VN9A này nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua qua về VN9A. VN9A này thì là phiên bản của nhà mình là phiên bản của công ty FPT và Thế Giới Di Động các bạn nhé. Bản Việt Nam nhé. Nói chung là bản Việt Nam này. VN9A bản Việt Nam. Thì con này của nó dung lượng cực kỳ là lớn các bạn nhá. Dung lượng con này là 256GB. Đấy. Dung lượng con này nó thật các bạn về làm vlog ấy. Mình khuyên lời các bạn nào mà mua về làm vlog ấy hay làm YouTube ấy thì các bạn có thể là chọn cho mình con iPhone 8 Plus này. Bộ nhớ 256 để các bạn về quay video hay làm vlog thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy. Con này thì mình sẽ bao cho bạn coi như là main zin, màn zin luôn. Đấy, bản VN9A. Thì là con này thì là gì nhỉ? Con này thì là tất cả là máy bình thường. Đấy, phiên bản quốc tế này, vân chân vân tay bình thường, cam cực kỳ là nét luôn. Nói chung là cam iPhone các bạn khỏi phải chê luôn. Quá là sắc nét, cam iPhone thì nó hay chụp thật các bạn nhé. Chụp thật selfie cực kỳ ok luôn. Đấy. Và con iPhone 8 Plus này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 4.500.000. Đấy. Con iPhone 8 Plus này thì là 4.500.000. Đấy. Thì là nhiều bạn cũng là thắc mắc coi như là tại sao mình bán 4.500.000 thì là tình trạng con này thì hôm nay mình mua gọi của khách ấy. Thì là khách con này đang xài bình thường nhưng mà quên cái tài khoản iCloud này các bạn nhé. Đấy, hôm nay mình mua lại con này của khách thì là khách đang xài bình thường và quên cái tài khoản iCloud này là bị vô hiệu hóa và bị quên iCloud. Nhưng mà gì nhờ mình mua lại là giá hợp lý thì mình sẽ bán cho bạn với giá là hợp lý. Con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 4.500.000. Nhưng mà ở đây thì mình đã xử lý iCloud cho bạn rồi và mình ở đây thì mình đã ẩn cái iCloud cũ của khách đi rồi các bạn nhé. Đấy, ở đây thì mình đã xử lý coi như là cái iCloud cũ của khách ấy. Mình đã ẩn cái iCloud này đi rồi này. Thì các bạn có thể là về các bạn nhập cái iCloud mới của bạn đè lên cái iCloud cũ nhá. Cái iCloud cũ của khách mình đã ẩn đi rồi. Còn bạn nào đây thì là các bạn có thể là về cái nhập cái iCloud mới của bạn vào đây thoải mái các bạn nhá. Đấy, nên các bạn cứ yên tâm về cái phần iCloud. Đấy. Thì con này mình bán cho bạn với giá coi như là 4.500.000. Chỉ trên thị trường ấy thì là trên thị trường con này đang bán với giá là 7 triệu đồng, hơn 7 triệu đồng. Đối với phiên bản 256GB thì là bán với tầm là hơn 7 triệu đồng các bạn nhé. Nhưng các bạn mua 4 triệu rưỡi con này thì nó thật với các bạn quá hợp lý luôn. Tại vì biết vì sao? Thì vì sau này các bạn kể cả các bạn về các bạn mà dùng mà quên mật khẩu hay là quên iCloud, nhưng các bạn bản riêng với bản VN các bạn đi mở bình thường các bạn nhé. Riêng với bản VN các bạn đi mở iCloud bình thường, nhưng mà ở đây mình sẽ coi như là mình mở con này ra ấy, thì mình chỉ mất mấy trăm nghìn thôi. Nhưng mình bán cho bạn coi như là gì nhỉ? Mình bán cho bạn ví dụ tầm phải được tầm 7 triệu, nhưng mà mình nói chung là mình cứ mua rẻ mình bán cho bạn hợp lý thôi. Đấy. Thì bán cho bạn coi như là 4.500.000, các bạn mua về làm YouTube, vlog hay là dùng con này cực kỳ tuyệt vời. Nói chung là các bạn bỏ ra 4.500.000 còn là các bạn về dùng cực kỳ là sướng luôn. Hàng VN này chính hãng của Việt Nam dùng cực kỳ là sướng các bạn nhé. Và máy zin đét luôn, main zin, màn zin các bạn dùng con này
cực kỳ là sướng các bạn nhá. 4.500k cho bạn con iPhone 8 Plus nhé. Đấy, iPhone 8 Plus VN trên A 256GB 4.500k. Nói chung là đây, mình sẽ coi như là ghi 4.500k cho bạn nhé. Đấy, 4 triệu này 500k cho bạn nhá. Đấy, con này các bạn mua tài phone lớn để dùng đáng đồng tiền luôn. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay này, trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Sony X1 các bạn nhá. Lâu lắm rồi nhà mình lại về con Sony X1 các bạn ạ. Con Sony X1 các bạn thì các bạn biết tại sao không? Thì con này thì là cấu hình thì cực kỳ là khủng các bạn nhá. Cấu hình con này của nó là nhà mình của là bên máy của nhà mình ấy, thì là con này thì là bản Nhật các bạn nhé. Con này của nhà mình là bản Nhật này. Con Sony X1 này, X1 này của nhà mình thì là phiên bản Nhật. Thì là con này của nó thì là mình sẽ nói sơ qua qua, RAM 6GB các bạn nhé. Con này của nhà mình là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này của nó thì là 64GB các bạn nhé. Bản Nhật nó chỉ là có RAM bản 2 SIM ấy thì là sẽ là 128, nhưng mà bản Nhật con này là bản Nhật 1 SIM này thì là sẽ là gì nhỉ? RAM 6, bộ nhớ trong 64GB. Đấy. Và con này của nó là chạy chip Snap là Dragon là 855. Màn hình của nó là BOLED 6.5 inch, nhưng mà được cái màn hình con này là của nó là hỗ trợ 4K các bạn nhá. Ultra HD hỗ trợ 4K. Mình sẽ vào coi như là cái màn hình 4K coi như là xem cho bạn nhá. Xem cái màn hình 4K là như thế nào. Màn hình Samsung bọn này nó chỉ có hỗ trợ 2K thôi các bạn nhá. Nhưng mà với riêng màn con này nó sẽ hỗ trợ coi như là 4K luôn. Nói chung là cái màn hình 4K thì các bạn dùng con này tuyệt vời luôn. Cái màn hình nó dài lắm. Thiết kế con này nó cực kỳ là dài các bạn nhé. Thiết kế con này nó cực kỳ là dài luôn. Đấy. Cực kỳ. Ngoại hình con này thì là máy còn 90% các bạn nhé. Đấy. Ngoại hình con này thì là ngoại hình con này thì mình chưa nói qua ngoại hình. Ngoại hình con này thì máy còn 90% các bạn nhá. Màn hình 4K nhưng mà cái wifi của nhà mình đang hơi lag. Mình chưa kết nối được rồi. Chết rồi. Không truy cập được mạng các bạn ạ. Mạng nhà mình mấy hôm nay nó mất mạng. Màn hình 4K mình định truy cập mạng cho bạn để xem cái màn hình 4K như nào mà không vào được mạng các bạn ạ. Thì vì mạng nhà mình mấy hôm nay nát quá. Mai chắc phải gọi nói chung là tổng đài đến kiểm tra lại cái dây. Không để tình trạng này chết. Màn hình 4K các bạn ạ, loa để mình sẽ nghe cho bạn nghe loa con này to không, nhưng mà quên không vào được mạng các bạn ạ. Mình sẽ vào có những âm thanh xem là có âm loa. Mình không vào được mạng các bạn. Tiếc quá. Con màn hình 4K là mình không vào được mạng để xem cho các bạn ạ. Đấy. Con màn hình 4K này. Đấy. Nói chung là các bạn mua con này thì là đáng đồng tiền bát gạo luôn. Của nó là thiết kế lộ nó 3 camera các bạn ạ. 3 camera, được cái con này là chạy chip Snap nhá. Con này của nó được cái là chạy chip Snap cũng như là 855. Đấy, 855 các bạn ạ. Màn hình 4K mà tiếc không vào được coi như là gì nhỉ? Mạng wifi mình là đang bị lỗi, đâm là không vào kết nối được wifi các bạn ạ. Để mình xem coi như là cái màn hình 4K là như thế nào các bạn nhé. Để mình sẽ coi như là cái màn hình 4K đây ạ. Nói chung là với màn hình 2K thì nó không khác gì nhau. Thế mà cái màn hình độ phân giải của nó là Ultra HD 4K. Đây. Dùng màn hình 4K sướng lắm. Bọn này các bạn khỏi phải lo luôn. Thì là con xin nhờ Sony X1 này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 4.400k các bạn nhé. Con Sony X1 này. Đấy, con Sony X1 này thì mình sẽ bán cho bạn với giá 4.400k các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm là Sony X1, con phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB này, một SIM một sóng, chip Snap là 855 này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhá. 4.400k cho màn hình con này là 4K. Nói chung là cái màn hình 4K thì còn khỏi chê luôn. Chip Snap là 855 thì dùng cực kỳ nhanh sướng lắm. ROM thì là Android coi như là gốc, dùng sướng kinh khủng luôn các bạn ạ. Quá nhanh quá mượt luôn. Đấy. Ngoại hình 90/90%. Giá với giá có như chỉ bị 4.400k cho bạn nhá. Mình nhiều mẫu lắm, chắc là mình phải mai mình giới thiệu hết các bạn ạ. Đây. Đây, S9 Plus này. S9 Plus thì con này cũng là phiên bản Nhật các bạn nhá. S9 Plus của nhà mình là phiên bản Nhật này. Đấy. Phiên bản Nhật thì là con S9 Plus này thì là màn hình của nó là 6.2 inch. Đấy. RAM bản Nhật thì là sẽ là RAM gì nhỉ? Đấy. Bản Nhật sẽ là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Con này cũng là chạy chip Snap là 845 các bạn nhé. Thì là con bản Nhật này, con bản Nhật thì là của nhà mình thì màn hình đẹp keng các bạn nhé. Thì là con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.900k nhé. Đấy. Con Samsung S9 Plus phiên bản Nhật này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.900k. Đấy, ngoại hình thì là máy còn 90/90% các bạn nhé. Đấy, máy cũ rồi thì nói 98/9 thì nó hơi quá các bạn nhé. Đấy.
Và con này con Oppo F9 này. Oppo F9 là RAM, con này là RAM Oppo F9 này. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này thì là 1,7 triệu các bạn nhá. Đấy. Máy thì là hơi có cũ xước phải theo thời gian các bạn nhá. Con Oppo F9 này là 1,7 triệu. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhá. Con A3S này. Con A3S này thì là RAM 2. RAM 2, bộ nhớ trong con này là 16GB. Con A3S này là 1,4 triệu cho bạn nhé. Con A3S này là 1,4 triệu nhá. RAM coi như là 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Đấy. Và con này là con gì nhỉ? Redmi C20. Con này Redmi 20 thì là con này là 1,5 triệu các bạn nhé. Pin 5000 này. Pin 5000, RAM 2GB. Bộ nhớ trong con này là RAM 2GB. Đấy. C20 RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB, pin 5000, màn hình 6,5 inch. Con này là 1,5 triệu cho các bạn nhé. Thôi, còn và chắc là phải buổi tối mai mình giới thiệu hết cho bạn đấy nhá. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mấy mẫu sản phẩm rồi cũ giá rẻ thì mình sẽ giới thiệu và review cho bạn. Thì các bạn ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên hẹn trực tiếp mình là hàng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và xin chúc bạn đã xem video mình, buổi tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy vui phúc. Thì đây, mình sẽ nói sơ qua qua, mình quên mình chưa ghi giá nhé. Con gì nhỉ? Con này thì là 3,9 triệu nhá. S9 Plus phiên bản Nhật này là 3,9 triệu này. Con này, con Oppo F7 này là 1,7 triệu các bạn nhá. Và con Oppo F9 là 1,7 triệu này. Con A3S này, A3S thì là 1,4 triệu. Đấy. C20 này thì là 1,5 triệu nhá. Và xin chào, hẹn lại clip lần sau các bạn nhá.